Thông minh chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh channel của mình. Mình sẽ quay lại với cái phong cách đầu tiên mà mình đã xây dựng với tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Như là chia sẻ về cuộc sống Mỹ và những cái thông điệp mà hay ho cũng như là những cái điều mà bất cập ở bên Mỹ gặp phải thì mình sẽ đưa lên chia sẻ cùng với cả nhà. Và mình sẽ không có giỡn nữa và cũng như là không có nhí nhố nhưng mà bữa nữa, tại vì mỗi bữa là mình muốn thay đổi một chút cái phong cách để cho tất cả mọi người vui vẻ hơn với cái kênh của mình. Nhưng mà mình nghĩ là thôi, bây giờ những người xem video của mình đều là những cô chú anh chị và những người đã đứng tuổi hết rồi, cho nên mình nghĩ là mình không nên làm như vậy nữa. Từ đây tới sau mình sẽ trở về cái phong cách mà mình muốn gây dựng từ đầu nha. Và ngày hôm nay cái điều mà mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người đó là một cái câu chuyện về về những người Việt Nam mới đầu tiên qua Mỹ và đã gặp những cái điều gọi là kỳ thị các bạn, mà kỳ thị trên chính những người da màu của mình, kỳ thị người Việt của mình luôn, là những người Việt kỳ thị người Việt mình chứ không phải là những người khác. Cho nên là những điều kỳ thị đó như thế nào thì mình sẽ nêu rõ cho tất cả mọi người nghe qua cái video sau đây. Ngày hôm nay mình có một cái bình hoa của chị Tâm Mì tặng và mình sẽ để đây trang trí cho nó có cái background nó đẹp đẹp chút nha mọi người. Ok, rồi mình sẽ bắt đầu cái câu chuyện nó như thế này. Thì á, là người Việt của mình mới qua Mỹ á thì thường bị xem thường, là lý do tại sao mình lại nói cái chuyện này. Rồi các bạn biết không, khi mà Việt Kiều mới qua Mỹ á, họ thường sẽ đa số sẽ gặp những khó khăn nhất định, và trong đó có mình nữa và một số anh chị em khác nữa, thì họ gặp khó khăn về ngôn ngữ, khó khăn về đi đứng, về tài chánh, về rất 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 là nhiều, và sẽ có rất là nhiều, có thể là nhiều người á, họ họ chưa có được xin việc làm và họ chưa có một cái công việc làm ổn định. Và các bạn biết không, có nhiều người á, thì họ nhà họ có điều kiện, họ có khả năng khi mà họ bước chân qua đến Mỹ là họ sẽ tìm được công việc làm liền, và có thể là nhà cô dì chú bác hay là có người thân gì đó trong gia đình có một cái chỗ làm, ví dụ đại loại hay tiệm nail hay gì đó, thì họ sẽ có thể đi ra ngoài đó họ tìm và họ làm việc ở nơi đó, là họ kiếm được cái đồng tiền, có được cái thu nhập ra vô. Nhưng mà có một số người đó, giống như mình qua bên đây, mình mắc con nhỏ mình không thể đi làm được, thì mình phải ở nhà và lo chăm con của mình, và đôi khi cái đó là nó là một cái khó nhất định cho một cái cuộc sống mới bắt đầu. Tại vì các bạn biết không, khi mà mình là một con người mới đi một cái đất nước mới và mình sinh sống, có rất nhiều điều mình phải làm từ đầu, kể cả là có lời ăn tiếng nói, kể cả để đi thi một cái bằng lái để có thể đi đến đi tới đi lui để cho nó dễ dàng hơn, thì những điều đó là mình phải bắt đầu làm lại từ đầu. Và những cái chuyện đó là nó làm cho mình nó hả phải, phải phấn đấu hơn rất là nhiều để có lại được những cái điều như mà mọi ngày mà mình hay sử dụng, ví dụ như đi tới đi lui là mình cũng phải là học chữ rồi thi một cái bằng luật luật xong rồi phải thi thêm bằng lái nữa để có được những cái điều đó, để mình có thể đi tới đi lui bình thường, giống như khi mà bên Việt Nam mình thích đi chợ thì mình tự lấy xe đi gì đó. Đó là cái đó là các bạn phải 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 có một cái sự nỗ lực, một cái quá trình nữa để mình lấy được cái bằng lái và cái bằng luật đó. Và các bạn biết không, nếu như những người mà ở Việt Nam mới qua mà họ không có tiếp xúc với trang mạng xã hội nhiều, hoặc đôi khi họ sẽ không tiếp xúc với những người Việt của mình nhiều, thì họ sẽ không không biết được những điều này. Nhưng mà khi Minh á, Minh là người làm YouTube và Minh đã lên trên đây, Minh tiếp xúc cũng khá là nhiều. Mà các bạn biết không, trên kênh YouTube là tiếp xúc đến cả triệu, cả tỷ người trên đây lận. Cho nên á, là khi lúc đó Minh làm những cái video nói về cuộc sống Mỹ, chia sẻ những thông tin bên Mỹ, thì bắt đầu có những người đó họ lên họ comment những cái cảm nghĩ của họ. Vì có lẽ là họ nghĩ là họ chửi mình là, hoặc họ nêu cái cảm nghĩ của họ ra là mình không biết họ là ai, cho nên họ tha hồ mà họ nói. Và cũng nhờ đó mà mình hiểu được là những suy nghĩ của những con người đó như thế nào. Và trong đó có một số cái comment nó mình cảm nhận như là người đó là một chủng tộc khác vậy, không phải là cái anh em đồng máu với mình vậy đó.
là như vậy đây, mình sẽ đọc cái câu nói của cái người đó nói cho tất cả mọi người nghe, chính xác từ văn tự luôn nha. Là Việt kiều Việt Nam mới qua Mỹ 100%, trên 100% đều ăn xin chính phủ các bạn. Nguyên văn tự của anh, của cái người đó ghi là như vậy mà mình biết là nam hay nữ. Nhưng mà cái người đó họ ghi như vậy đó các bạn, mà mình không biết họ dựa vào cái điều gì mà họ lại nói cái câu nói này, và họ đã comment thẳng trong cái video của mình. Và có một số comment nữa mình sẽ đọc cho tất cả mọi người nghe, là họ nói như vậy, là những người Việt Nam mới qua bên Mỹ đều ăn bám chính phủ. Đó là nó cũng tương tự như vậy đó. Rồi xong rồi cái có một cái số câu gì nè, lại thêm và lại thêm đứa qua ăn bám nước Mỹ nữa rồi đó. Mình không hiểu lý do tại sao mà họ lại đặt cái câu nói đó lên chính cái con người mà họ 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 sinh ra cái nơi, cái đất mà Việt Nam của họ, và mình cũng là anh em trong cái cùng một dòng máu, cũng là tóc đen da vàng, cũng nói tiếng Việt như nhau, mà tại sao họ lại chửi mình bằng cái ngôn ngữ của họ, của mình luôn á các bạn. Ví dụ như cái người ngoài họ nói thì mình, giống như cái người khác chủng tộc, họ không biết mình là ai và không không biết là cái người Việt mình như thế nào, thì họ chửi như vậy mình cũng có thể là hiểu được, là tại vì họ chưa có hiểu được cái người Việt mình. Nhưng mà cái này họ lại nói như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay mình lên đây mình làm cái video, mình nói lý do tại sao là mình lại làm video này. Vì rất nhiều chị em đã bị những cái câu nói này xúc phạm rất nặng nề. Và các bạn biết không, không phải ai đi đến nước Mỹ này cũng xè tay xin tiền chính phủ. Và khi mà mình qua cái trang của một bà chị cũng nói về cái vấn đề này, và mình cũng đã bình luận, mình nói là ừ chị ơi, em cũng là người mới qua đây nhưng mà em không có đi xin tiền chính phủ. Hai vợ chồng tự bươn tự chải, có bao nhiêu sống bao nhiêu, chứ em không có đi xin tiền chính phủ. Thì họ mới bay thẳng vào bên trang của mình và họ chửi thẳng mặt mình, là nó 100% trên 100% là thằng nào ở bên Việt Nam qua bên nước Mỹ này đều xin tiền chính phủ, là ăn mày chính phủ đó. Thì mình mới nói ra, mình nói là ủa, trong cái những cái vấn đề này, không có thể trong cái cuộc sống này họ thấy được một số người, một số ít đi xin tiền chính phủ và sống trong cái thời gian khổ cực, và họ áp đặt cho tất cả những con người Việt Nam bước qua Mỹ đều là ăn xin tiền chính phủ. Nhưng mà trong cái đó mình không, mình là một con người không ăn tiền chính phủ này chứ không. Mình có nhiều người, họ sẽ mình bảo đảm sẽ có nhiều người nói là con này nó nói vậy thôi chứ nó cũng đi xin tiền chính phủ. Nhưng mà mình thề với tất cả mọi người luôn là mình không xin tiền chính phủ các bạn. Vợ chồng mình sống bằng đồng tiền của hai vợ chồng làm, không xin tiền chính phủ. Nhưng mà các bạn biết không, cái vấn đề các bạn xin tiền chính phủ là một chuyện, mà vấn đề ở chỗ là chính phủ cho tiền các bạn hay không lại là chuyện khác. Chứ không có nghĩa là các bạn nói là ai qua nước Mỹ này cũng đều xin được tiền chính phủ đâu các bạn. Tiền chính phủ xin rất là khó chứ không phải đơn giản là nó muốn xin là xin đó. Rồi mình sẽ nói cho các bạn thêm một cái phần này nữa, là những người đó họ nói là những người Việt Nam đi qua nước Mỹ làm ở mặt Việt kiều là làm gánh nặng cho nước Mỹ. Mình các bạn ơi, những cái người mà bảo lãnh ba mẹ, hay là bảo lãnh vợ con, hay bảo lãnh anh chị hoặc là em của họ đồ qua bên nước Mỹ này, họ là người đã đóng thuế, họ làm tiền hàng tháng hàng năm, họ đóng thuế và họ có được cái quyền đó để bảo lãnh cái người thân trong gia đình của họ. Vì vì trên một cái đầu người họ bảo lãnh cái người đó, thì họ phải chứng minh được là cái thu nhập của họ đủ khả năng để lo cho cái người đó hay không. Thứ hai là người ta xét duyệt trên cái đồng lương của mình, coi có là giống như là các bạn đóng tiền chính phủ hàng năm là bao nhiêu thuế bao nhiêu đó, thì cái đó cũng là mồ hôi công sức của mình bỏ ra. Cái có nhiều người họ nói là bớt lôi kéo mấy người ở bên Việt Nam qua đi để ăn tiền của tụi tôi đóng tiền chính phủ để lo cho mấy thằng theo kiểu là ăn tiền chính phủ như tụi bay đó. Cái mình nói là mình không hiểu cái lý do tại sao mà họ lại căm thù
cái con người cùng dòng máu của họ nó như vậy. Và có những cái lời nói kêu bằng kích động khá là mạnh đối với cái người gọi là mang tiếng, nếu như thật sự mình gọi là anh em đó. Và mình như đối với Minh đây nè, Minh qua bên đây Minh cũng đâu có xin tiền chính phủ đâu. Và những cái gì Minh làm á, và nếu như mà khi Minh có đứng ra Minh bảo lãnh ba mẹ Minh đưa qua đi chăng nữa, thì Minh vẫn phải đóng thuế, và hàng năm Minh phải chứng minh được là Minh có được bao nhiêu thu nhập đó, thì Minh mới có khả năng để rồi chính phủ họ mới cho mình bảo lãnh ba mẹ hay anh chị mình qua, chứ đâu đâu có mình cũng đâu có xòe tay mình xin tiền ai đâu. Nhưng mà sống ở nước Mỹ này, khi mà họ đã bước của chân qua nước Mỹ này thì họ phải cũng tự bươn tự chải tự đi làm, chứ họ cũng đâu có theo kiểu là làm phiền hà ai đâu. Mà lại sao là mình thấy những cái người nó lại dùng những cái lời nói rất là cay độc đối với những cái người mà người ta tìm một cái chân trời mới, một cái đất nước mới, một cái đất nước văn minh để có thể là tiến bộ hơn. Cái điều đó không lẽ là sai hay sao? Và những cái gì người ta gọi là người ta đi tìm cái chân thiện mỹ đó cũng là sai hay sao? Và những cái người mà họ đã từng sống ở bên đây và họ đã bước chân qua được đất nước Mỹ, thì họ cố gắng họ cày để họ đóng tiền thuế cho đầy đủ để cho nhà nước có thể cho họ được cái quyền có thể bảo lãnh người thân và người và trong gia đình của họ qua. Có thể là vì cái cuộc sống bên đây, cái bộ y tế nó tốt, nền giáo dục nó tốt, rồi hả cái không khí trong lành và những cái công ăn việc làm nó có nhiều ưu đãi hơn, thì họ sống ở bên đây họ cảm thấy tốt, họ muốn bảo lãnh ba mẹ họ qua đây, hoặc đôi khi họ muốn bảo lãnh người thân trong gia đình họ qua đây. Đó là chuyện dĩ nhiên, nó theo kiểu là chân thiện mỹ mà mình đang hướng tới cái điều hay lẽ phải, cái điều tốt đẹp. Thì bây giờ mình cái người mà người ta muốn bảo lãnh cái người trong gia đình họ qua đây, cái những cái người thù sâu xa gì với cái người Việt mình thì mình không biết, nhưng mà theo như những lời mình đọc comment đó thì mình hiểu nôm na được là như vậy. Các bạn biết không, là những người đó đã qua lâu rồi, và những người đó rất là lâu rồi mà qua theo cái diện vượt biên, hoặc đôi khi là những cái diện ông cha chú gì đó, hoặc là họ đi qua hết gia đình rồi, cho nên ở bên Việt Nam họ không còn quyến luyến gì nữa hết. Và họ chắc có lẽ trong cái thời gian mà khi họ đi như vậy đó, họ có mối căm thù gì với cái nơi mà mình sinh ra đó. Và cái điều đó là của quá khứ. Mình thật sự ngày hôm nay mình nói lên đây không phải là mình công kích bất cứ ai, và mình nghĩ là cái điều đó là cái điều của quá khứ, cái điều của dĩ vãng rồi. Còn những người mà họ là con người Việt Nam, sống trên đất nước Việt Nam, họ vẫn là con người, họ sống vì cuộc sống mưu sinh của họ. Có thể là ngày xưa bạn có khả năng bạn bạn sống trong cái thời chiến đó, bạn không sống ở được, bạn vượt biên đi qua bên đây trước chúng tôi và các bạn có được cuộc sống tốt hơn. Đó là cũng là kêu bằng niềm mơ ước của những người mà sống ở Việt Nam, tại vì họ thích được là sống ở một cái đất nước văn minh, kể cả mình không nói nước Mỹ, kể cả bất cứ một cái đất nước nào, kể cả giống như Singapore, Philippines bây giờ cũng vậy. Người Việt mình vẫn muốn đi ra nước ngoài để học hỏi được những cái kinh nghiệm hay từ một cái đất nước xa lạ nào đó, để có thể mang về cái đất nước của mình phát triển hơn, và có được cái đồng tiền Việt Nam mình nó sẽ nâng tầm quốc gia hơn. Đó là những cái suy nghĩ của những người mà họ đi đi sang một cái đất nước mới họ sống. Chứ tại sao mà mình không hiểu sao mà họ lại có những cái comment cái kiểu là có những cái lời nói công kích, mà mình nghĩ đây là nó nằm về cái bộ phận chính trị rồi, mình không muốn nói sâu xa vào. Và có nhiều người họ vô họ comment họ nói là mình hiểu được là những người đó họ có mối căm thù với cái thời thời gian mà họ đã ở đó vậy đó. Rồi á, cũng có một số người họ qua đây theo cái kiểu mà họ đi làm neo, họ lãnh nửa số tiền là tiền mặt, nửa số tiền là tiền check, và nửa cái số tiền đó họ không có lách luật và họ không có đóng thuế. Đó là chỉ là một phần trong cuộc sống, trong cái xã hội này nó có thôi, chứ không có đồng nghĩa là những người đó, khi bạn tiếp xúc bạn thấy những người đó làm là các bạn đánh đồng tất cả người Việt mình ai cũng như vậy. Nếu như mà các bạn nếu như cái người mà đã comment cho mình đó là 100% trên 100 người Việt
qua đều ăn tiền chính phủ, là cái đó là sai rồi. Trên cuộc đời này không có gì gọi là 100% cả, không bao giờ cái gì là một là tuyệt đối cả. Có rất là nhiều người họ qua, họ sống, họ không có nhờ đến chính phủ vì họ sợ là có thể là vướng vắc nhiều cái thủ tục rườm rà. Thứ hai là có nhiều khi họ cũng không muốn đi xin mấy cái tiền đó nữa, nó nhiều khi nó rất là nhiều thủ tục và nó đôi khi nó không không có dễ mà xin đâu các bạn, không phải nói tiếng xin là. Rồi có những nhiều người á, họ hiềm khích như thế này nè, họ nói là người Việt mình á là cộng đồng giũa móng đó, các bạn biết không, họ đặt cho cái người Việt mình là cộng đồng giũa móng, là họ nói là người Việt mình qua bên Mỹ là đều đi giũa móng hết. Mà mình nghĩ là giũa móng là cái đó là họ họ gọi là cái công việc đó là công việc thấp hèn á các bạn, họ nói là công việc đó là công việc chân tay chứ không có dùng khối óc. Nhưng mà những người mà họ nói những cái câu nói đó là những người Việt đó các bạn, những người Việt họ phát ra những cái lời nói đó, và mình nghe được mà mình cảm thấy đau. Đau không phải vì vì cái lời nói khi dễ, mà mình đau vì mình biết là người đó là tóc đen da vàng như mình á, và những cái người đó là khi dễ giống như là gà nhà đá gà nhà các bạn. Nói như vậy đó, dù là những người người ta đi làm neo đi chăng nữa thì họ cũng bỏ cái công sức ra họ làm, họ cũng đâu phải là họ chạy đến nhà bạn họ lấy tiền họ xài của bạn đâu. Thì cái họ làm được thì theo kiểu là bây giờ cái cuộc sống mưu sinh, thà họ đi làm hay là các bạn muốn là họ ở nhà họ xè tay họ xin tiền chính phủ. Bây giờ họ có làm cái công việc gì đi chăng nữa thì có công việc đó vẫn là một cái công việc kiếm ra tiền, và người ta có cái sĩ diện người ta làm, người ta đi tìm đồng tiền, người ta cũng đóng tiền cho chính phủ đàng hoàng chứ, người ta đâu có ăn cướp ăn trộm của ai đâu. Mà tại sao lại có những kiểu khi dễ như vậy? Và mình kể cho các bạn nghe những cái người á mà người ta nói như vậy đó, mình sẽ có những cái câu chuyện mình kể cho các bạn nghe. Khi mà các bạn sống ở đây, các bạn tiếp xúc những người mà họ đã qua lâu ngày rồi đó, thì á các bạn sẽ nghe được những người đó họ kể là ngày xưa đi vượt biên rất là cực, và chồng mình là cái người vượt biên ở cái những cái năm đầu vượt biên đó, thì chồng mình nói á, thời gian mới qua rất là cực và không có quen ai hết, và ở bên đây á không có người Việt nhiều, cũng như là đồ ăn thức uống đồ mình cũng không có thức ăn Việt nhiều. Và khi mà lúc mình vượt biên á, mình phải ở trại đồ, trại tị nạn đồ, rồi cái xong á hả, có rất là nhiều điều khó khăn, chứ không giống như bây giờ là những người đi sau thì họ rất là dễ, thì họ đã qua đây là họ có người thân rồi, có người quen rồi, và khi mà họ qua đây họ chỉ cần hòa nhập với cái cuộc sống thôi. Nhưng mà còn cái những người mà họ đi vượt biên qua đây họ gặp rất nhiều khó khăn, và họ phải nhờ đến ai thì vẫn là nhờ đến chính phủ. Từ cái việc ăn, việc uống, việc kiếm một cái ngôi nhà để họ ở, và hả theo kiểu là kiếm một công ăn việc làm gì đó thì cũng là nhờ đến chính phủ, và chính phủ giúp họ rất rất là nhiều. Thì dù là bạn là người đi trước hay là bạn là người đi sau, thì khi mà bạn đang gặp khó khăn thì chính phủ Mỹ luôn dang rộng vòng tay để giúp đỡ mình. Còn á có một số người họ làm việc nhưng mà do là công việc của họ đi xin việc làm á, họ làm không có nhiều tiền cho nên cái chi phí hàng ngày của họ họ sống không có đủ, và đôi khi có thể là có người họ nuôi con nữa, và cái những cái chi phí đó một mình cái người phụ nữ đó hoặc một mình cái người đó họ không có lo nổi, họ không có chi trả nổi, hoặc là họ không có xoay sở nổi thì họ đi xin tiền chính phủ. Cái điều đó là cái tên đất nước Mỹ này họ vẫn quang minh. Nhưng mà mình không nói về những cái người theo kiểu là họ gian lận, họ sai gian xảo, và họ họ có cái tánh là theo kiểu là họ bòn tro đãi cháu, thì cái chuyện đó là trong xã hội này ở đâu nó cũng có những cái thành phần nó cả, không phải là ở bên cái đất nước Mỹ này, kể cả ở bên Việt Nam nó cũng có những cái thành phần đó thôi. Thì á mình không thể nào mà mình nhìn một người làm như vậy mà mình đánh đồng tất cả mọi người khác, là cái điều đó là hoàn toàn không có. Người Việt mình á hả, họ cũng đi làm rất là nhiều, và có nhiều người họ cũng đâu có đụng đến tiền chính phủ đâu, và nhiều khi nhiều người hả họ cái họ người đưa ra cái lời nói như vậy, là những người như chúng tôi á đi qua nước Mỹ này á là con cháu của chúng tôi là đó có mang việc làm hết rồi, chúng tôi đã có đầy đủ hết rồi, không cần phải đi xin tiền chính phủ như những cái người mới qua như mấy người.
họ sỉ mặt mình, họ nói thẳng như vậy luôn. Đúng, đúng là bạn đi trước là bạn có cơ hội hơn, tại vì bạn có nhiều thời gian hơn. Tại vì bạn đã qua đây tới mấy chục năm rồi, là thời gian của bạn gây dựng được một cái sự nghiệp là nó đã đủ, nó đủ vững để cho bạn có một cuộc sống tốt. Nhưng mà đối với những người mà họ mới qua như vậy, họ chập chững như vậy, giống như là một đứa bé mới biết đi, thì bạn nó phải nhờ vịn hay bấu víu ở một cái chỗ nào đó để nó có thể đi cho vững, hoặc là nó hạn chế té, thì cái điều đó là điều dĩ nhiên thôi, đâu có chuyện gì đâu. Và nếu như mà những người mà họ đặt cái vị trí họ là cái những cái người mà đang gặp khó khăn như vậy đó, họ sẽ nghĩ như thế nào với những cái lời này? Mình nghĩ á, là tại sao họ là không yêu thương những người Việt của mình, tại vì cái những người Việt của mình đó, họ đã mới qua đây họ chập chững, là họ có rất nhiều điều phải 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 tiếp thu và sốc rất là nhiều. Giống như bạn là một người đang đang có đầy đủ mọi thứ, ví dụ có nhà, có xe, có công ăn việc làm, mọi thứ ổn định hết rồi, mà bây giờ mình phải bước qua một đất nước mới, mình phải làm lại từ đầu, và sức khỏe của mình cũng không có được nhiều nữa, giống như những người lớn tuổi đi hòa, thì hả họ cũng cần rất là nhiều cái sự đồng cảm và cái sự an ủi của đồng hương. Đôi khi là cái đó người ta gọi là bà con xa không bằng láng giềng gần. Thì tại sao lại lại không nhận được những cái điều mà yêu thương từ đồng bào của mình, nhưng mà tới cuối cùng lại nhận từ những cái lời xỉa xói của chính đồng bào của mình trên một cái đất nước xa lạ như vậy? Mình cảm thấy cái điều này rất là làm cho người Việt mình tổn thương nhiều hơn nữa. Còn nếu như những người mà trẻ như mình đây á, thì nó là dễ rồi, tại vì đối với mình trẻ mình năng nổ, thì những cái phương trời mới đó là những cái nơi mà họ thích khám phá, là họ cảm thấy nó không là gì hết. Tuy là có sốc, tuy là có ảnh hưởng tới tâm lý cũng khá là nhiều, nhưng mà hả mình nghĩ là nó cũng sẽ dễ dàng hơn so với những người hơi lớn tuổi một chút xíu. Còn với những người mà họ hơi lớn tuổi một chút xíu, cái bắt đầu cái mình thấy có nhiều người họ đã kích đến cái kiểu là giống như là mình kẻ thù truyền kiếp nào của họ vậy đó. Mà khi mà mình lên mình làm YouTube á, có nhiều người họ lên họ chửi, họ nói là tại sao mày không đi làm đi mà mày ở đây, là mình nói nhảm, mày ăn tiền chính phủ, mày thế này thế kia thế nọ. Mình nói thiệt chứ các bạn, không ai mà muốn ở không đâu các bạn. Nếu như mà mình đi làm được, mình đã đi rồi. Vì á con mình còn quá nhỏ, mình chưa có gửi ai được. Và hả mình muốn là khi mà con mình nó đi học được rồi, là bắt đầu mình sẽ bắt đầu cái cuộc sống mới của mình. Các bạn biết không, khi mà các bạn thấy được người khác, người ta đang từng ngày có được một cái điều này, điều kia, điều nọ, thì mình không thể nào mà mình ngồi trơ một chỗ được hết á. Và ngày hôm nay mình chỉ muốn là lên đây chia sẻ một ít thông tin về cái sự việc là có phải là tất cả người Việt của mình ai mới qua đều đi xin tiền chính phủ hay không, và cái điều đó có thực sự như họ nói hay không. Và các bạn biết không, có nhiều khi á, có nhiều người họ nói chuyện với mình, họ nói là họ chỉ cho mình làm thủ tục để đi xin tiền chính phủ, mà ông xã của mình nói là không, anh không có muốn em đi xin tiền chính phủ, bây giờ vợ chồng mình có nhiêu sống nhiêu, đừng đừng có dính líu tới xin mấy cái tiền đó, nó phiền phức lắm, và bây giờ em muốn là em bảo lãnh ba mẹ qua sớm và nhanh á, thì em không nên xin những cái đồng tiền đó, vì á mình xin như vậy là họ thấy là mình không có khả năng để có thể mà lo cho cuộc sống của mình, thì làm sao mà mình đứng ra mình bảo lãnh người khác được. Mình biết là rất là nhiều người bị nói như vậy lắm, nhưng mà có lẽ như là có chứ không phải là không có những cái kiểu người theo kiểu là họ đi xin tiền quýt tem, tại vì có nhiều khi họ có một mình họ là single mom rồi họ có hai ba đứa con, thì khả năng họ không thể nào mà lo được cho con họ, thì bắt buộc là họ phải đi xin tiền quýt tem ở của nhà nước thôi. Hoặc là có những người họ có cái sức khỏe không được tốt, và bảo hiểm và tất cả mọi thứ nó quá cao, và họ làm không đủ để chi tiêu vào những phần đó, thì bắt buộc họ phải đi xin tiền. Hoặc đôi khi là họ sẽ đến chính phủ để họ xin cấp hoặc là giảm một cái gì đó để họ có thể có cuộc sống nó tốt hơn. Một vài thông tin muốn chia sẻ với tất cả cô chú anh chị và các bạn, những người nào đó đang có thắc mắc về cái câu chuyện này. Có nhiều người thì có lẽ là ở bên Việt Nam họ cũng nghĩ là thôi mình qua Mỹ là mình xin tiền viết tem hay gì đó,
thì mình muốn lên đây mình đưa một vài thông tin cho tất cả mọi người biết là không phải ai đến Mỹ cũng đều xè tay xin tiền chính phủ cả. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái tâm tình của mình và cũng như là những cái điều mà có lẽ là rất là nhiều người không nói được và không có kêu bằng không có thể nào mà thổ lộ những cái tâm tình đó của mình với ai, hoặc đôi khi là họ bị oan giống như Minh như vậy á. Thì ngày hôm nay được giải giải bày cái tâm sự, thì mong là nếu ai đó yêu thương kênh của mình hoặc là yêu thích cái video này thì hãy bấm like cho mình và subscribe kênh của mình. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và có cái tính chia sẻ thì các bạn hãy share lên cái trang cá nhân của mình để tất cả mọi người cùng tham khảo và cũng như là biết thêm về cái nước nước Mỹ của mình nó như thế nào. Có phải là ai đến Mỹ cũng đều xài tay xin tiền của nước Mỹ hay không? Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Chúc mọi người một ngày mới làm việc vui vẻ và thật nhiều hạnh phúc nha. Bye bye và hẹn gặp lại vào những video sau.